Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Lâm Động trong lúc vượt Niết Bàn kiếp lần thứ 3, gặp phải Niết Bàn Ma Viêm, thứ có thể khiến cho cường giả Niết Bàn cảnh biến thành tro bụi. Nhưng nhờ có sự hỗ trợ của Thạch Phủ thần bí, Lâm Động đã thu phục thành công Niết Bàn Ma Viêm và luyện chế chúng trở thành Niết Bàn Hỏa Liên Châu vô cùng lợi hại. Ngay sau đó, Tiểu Điêu sau khi phục chế sinh tử truyền luân đan cũng đã thành công phục hồi được thân thể của mình. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Lâm Động nhìn đầu cự thú khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy e ngại, trong ánh mắt đều tràn ngập sự kích động, lẩm bẩm nói. Trước kia luôn nghe Tiểu Điêu ba hoa trích chòe về năng lực và uy nghiêm của bản thân, nhưng Lâm Động không hề để ý, hôm nay để chính mắt nhìn thấy bản thể của Thiên Yêu Điêu, hắn giờ đây không thể không tin, Thiên Yêu Điêu tộc này thực sự có được khí phách đáng sợ. Có thể thôn tính cả long tộc, đầu Thiên Yêu Điêu lơ lửng phía chân trời, ngửa mặt lên trời rít một tiếng, sau một hồi, tiếng kêu cơ hồ như chấn nhiếp cả thiên địa mới dần dần giảm xuống. Sau đó, nó chậm rãi cúi đầu, đôi mắt tím đen có chút kỳ lạ và thần bí đó quay sang nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng nhìn lại, không hề vì cái khí thế đáng sợ lúc này trên thân thể đó mà phải lùi lại. Ầm, trong khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau, trong đôi mắt Thiên Yêu Điêu đột nhiên phóng ra một tia hàn mang vô cùng sắc bén, hai cánh nó khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh vọt mạnh ra. Cặp chảo đủ để dễ dàng xuyên thủng niết bàn kim thân của một gã cường giả tam nguyên niết bàn hướng thẳng về phía Lâm Động bổ nhào đến. Một màn này khiến cho Lâm Động chợt ngơ ngác. Ánh mắt của hắn chỉ là nhìn vào cặp đồng tử màu tím đen kia, lồng sáng kim quang vốn bao quanh thân thể, lúc này đã tự động tán phát hết ra rồi, từ trong đôi mắt kia. Hắn có thể nhận ra một cảm giác quen thuộc, hắn không tin, Tiểu Điêu sẽ ra tay với hắn. Tốc độ của Tiểu Điêu nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ chỉ một chớp mắt đã vượt qua không gian, mang theo thân ảnh cực lớn xuất hiện phía trên Lâm Động. Áp lực này đủ đến khiến cho một người bình thường phải run như cây sấy. Ầm, hai tròng mắt màu tím đen của Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, hàn mang sắc bén chợt trở nên rõ rệt hơn. Một loáng sau, trường chảo cường bạo lại một lần nữa chém ra, nhưng mà ngay khi sắp chạm vào thân thể Lâm Động, trường chảo đột nhiên chuyển hướng, đện vào khoảng không gian hư vô đằng sau lưng Lâm Động. Khi trường phong sắc bén chém ra, giọng nói lạnh lùng của Tiểu Điêu lúc này cũng chợt vang lên trong không gian, cút ra đây cho ta. Ầm, trường chảo Tiểu Điêu xẹt qua, không gian cơ hồ cũng bị xé ra thành nhiều mảnh, sắc mặt Lâm Động lúc này đột nhiên biến đổi, nhưng không phải vì Tiểu Điêu xuất thủ, mà vì câu quát lạnh lùng lúc trước của Tiểu Điêu, nơi đây, không ngờ vẫn còn có kẻ khác ẩn náu. Khoảng thời gian này hắn vẫn một mực tĩnh tu ở đây, trước giờ chưa hề phát hiện ở đây còn có sự tồn tại của một kẻ khác, nhưng câu quát kia của Tiểu Điêu giải thích cho điều gì, không biết từ lúc nào đã có kẻ núp trong bóng tối quan sát bọn hắn. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, khiến cho cả người hắn chợt cảm thấy ớn lạnh một trận. Tiểu Điêu xuất thủ vô cùng cuồng bạo, quang mang từ hắc sắc ngưng tụ trong lòng bàn tay, uy lực mạnh mẽ đến mức này cho dù là Lâm Động cũng không dám khinh thường. Ha ha, không hổ là Thiên Yêu Điêu, ra tay không hề nề nang. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Động, mảnh không gian hư vô chợt trở nên mờ ảo kỳ dị. Sau đó một giọng cười nghe có vẻ già nua từ trong đó truyền ra. Khi những âm thanh già nua ấy truyền ra, chợt có một bàn tay khô gầy từ trong đó thỏ ra, khẽ vùng lên. Kình phong phát ra nhìn như mỏng manh, thế nhưng lại dễ dàng đẩy lui trường chảo mạnh mẽ của Tiểu Điêu. Thân thể to lớn của Tiểu Điêu chợt hơi lùi về phía sau, trong hai mắt màu tím đen cũng hiện lên một sự trầm trọng. Hắn chậm rãi hạ cánh từ trên xuống, đứng ở ngay bên cạnh Lâm Động, đôi cánh cực lớn hơi phe phẩy, một cơn lốc vòi rồng lập tức hình thành để bảo vệ Lâm Động ở phía sau. Ai vậy? Lâm Động liếc nhìn Tiểu Điêu tượng hồ như ác ma giáng trần, sau đó nhẹ nhẹ hỏi. Không rõ, nhưng hắn rất mạnh, cẩn thận một chút, ta vừa mới khôi phục thể xác, thực lực chưa thể hoàn toàn hồi phục. Tiểu Điêu lắc đầu, giọng nói trầm thấp, lông mày Lâm Động hơi nhíu lại, hắn thật sự là không hiểu, sâu bên trong Thanh Long Điện này vì sao lại xuất hiện một cường giả thần bí như thế này. Ánh mắt một người một điêu đều nhìn vào mảng không gian đang vặn vẹo, đồng thời chờ đợi. Trong lúc bọn hắn nhìn chăm chú, mảng không gian kia ngày càng trở nên uốn éo vặn vẹo. Cuối cùng một bóng dáng có chút khô gầy chậm rãi xuất hiện trước mắt bọn hắn, đó là một lão nhân trên mình vận áo gai bằng vải thô, trên thân thể không hề có chút ba động sắc bén nào. Thêm vào đó là khuôn mặt già nua không hề có điểm gì đặc biệt, nếu không phải vì sự xuất hiện kỳ lạ của lão, e rằng đến Lâm Động cũng chỉ cho rằng đây chỉ là một vị lão nhân bình thường mà thôi. Lão nhân tủm tỉm cười nhìn khuôn mặt nghi hoặc của Lâm Động và Tiểu Điêu, không hề có dấu hiệu xuất thủ. Mà trái lại ánh mắt đang chậm rãi nhìn vùng không gian xung quanh, nơi đây chính là nơi sâu nhất trong Thanh Long Điện sao. Xem ra tàn ảnh còn lưu lại của người đó cũng đã biến mất rồi, bằng không thì e rằng lão phu cũng không thể vào được. Nghe thấy lời lẩm bẩm một mình của lão nhân, Lâm Động hơi cho mày, có lẽ tàn ảnh mà lão nói chính là Thanh Trĩ, có lẽ do bởi vì tàn ảnh của Thanh Trĩ đã biến mất,
vùng không gian này mới không còn gì thủ hộ. Mới để cho lão nhân thần bí không rõ lai lịch này xông vào, vị tiền bối này, Lâm Động nhìn chằm chằm lão nhân, khẽ chắp tay, trong lời nói ẩn chứa sự khách khí. Mặc dù hắn không biết lai lịch vị lão nhân này, nhưng có lẽ không phải đơn giản, nhân vật này tốt nhất là không nên đắc tội, yên tâm, lão phu chỉ là cảm thấy hiếu kỳ với nơi này thôi. Những năm qua lão phu đã bao lần muốn vào đây, nhưng cuối cùng đều bị chặn lại, lão nhân cơ hồ cũng nhận ra sự kiêng dè của Lâm Động lúc này. Nên cũng chợt cười, thoạt nhìn trông thật hiền từ. Hắc hắc, chắc rằng lão đã ở đây quan sát bọn ta trong thời gian không ngắn. Tiểu Điêu cười lạnh, hắc hắc nói. Chẳng qua là ta cảm thấy rất hứng thú với tên tiểu tử này thôi. Lão nhân cười, ánh mắt nhìn hướng về Lâm Động, nói, người có thể có được thôn phệ tổ phù, sau này nếu như phát triển lên, cũng sẽ có thể vang danh trong thiên địa này rồi. Ánh mắt Lâm Động hơi trầm xuống. Hắn đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của thôn phệ tổ phù. Thứ này đủ để hấp dẫn sự tham lam của rất nhiều cường giả, nếu như lão nhân thần bí này cũng đã nhìn ra, e rằng hôm nay sẽ gặp phiền phức rồi. Quang mang từ hắc sắc ngừng tụ lại trong mắt Tiểu Điêu. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ khí tức cực kỳ hung hiểm toát ra từ trên người nó, rõ ràng là chỉ cần có một lời khiêu khích là sẽ lập tức xuất thủ. Ta chẳng muốn giao thủ cùng các ngươi, mặc dù ngươi thân là Thiên Yêu Điêu, nhưng thân thể hôm nay vừa mới ngưng tụ, thực lực so với bình thường chưa bằng 1/10, nên ngươi không thể là đối thủ của ta. Lão nhân cười nhạt một tiếng, không hề để ý đến sự uy áp hung hiểm của Tiểu Điêu, vậy thì thử xem. Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh lùng, vừa định ra tay, Lâm Động liền khoát tay cản lại. Hắn biết lời nói của lão nhân này không phải là giả, lúc này cho dù là hắn liên thủ cùng Tiểu Điêu, e rằng cũng không phải đối thủ của lão già thần bí này, nếu như tiền bối đã không muốn. Vậy có lẽ là hai người vãn bối đã quá đa nghi rồi, hôm nay bọn vãn bối đã tu luyện xong, nên sẽ không lưu lại đây thêm nữa, cáo tử. Lâm Động quay về phía lão nhân mỉm cười, chợt ôm quyền, định cùng với Tiểu Điêu bỏ đi, đã nghe tiếng về tiểu tử Lâm Động ngươi, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nên có ý tốt khuyên ngươi một số chuyện. Vị bằng hữu Thiên Yêu Điêu ở bên cạnh ngươi kia, nếu như để bại lộ thân phận, ta nghĩ ngươi sẽ gặp phiền toái lớn đấy. Lão nhân nhìn Lâm Động, đột nhiên thản nhiên nói. Lâm Động chợt quay người lại nhìn chằm chằm cho mày, trầm giọng nói, lời này của tiền bối là có ý gì? Đông Huyền vực tranh chấp cùng Yêu vực rất nhiều năm, hai bên từng giao thủ nhiều lần, đến nay những tông phái siêu cấp của Đông Huyền vực từng bị cường giả Yêu vực chảm sát không ít những thành viên cốt cán, hơn nữa nợ máu nhiều nhất trong số này lại chính là Thiên Yêu Điêu tộc. Cho nên nếu thân phận vị bằng hữu Thiên Yêu Điêu của ngươi bị bại lộ, ngươi không chỉ không được lòng những tông phái siêu cấp, nói không chừng còn có thể gặp phải tai họa vô cùng nữa. Sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, với cấp bậc của hắn hiện giờ, đương nhiên là không có tư cách biết được mối ân oán sâu sắc này. Điêu gia chưa từng giết người của các ngươi, Tiểu Điêu lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi là người của Thiên Yêu Điêu tộc, vậy là đã đủ rồi. Lão nhân cười nhạt nói, ngươi cũng không cần lườm ta, ta và Thiên Yêu Điêu tộc, các ngươi không hề có ân oán gì, nếu không thì ta đã chẳng bình thản nói với các ngươi những lời như vậy. Ta chỉ không muốn tiểu tử lỗ mãng ngươi để bại lộ thân phận, khiến cho người bạn đi bên cạnh ngươi gặp phải tai họa khủng khiếp mà thôi. Ánh mắt Tiểu Điêu hơi giãn ra, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi cũng không nói thêm điều gì nữa. Lâm Động cũng ân một tiếng, sau đó kính cẩn ôm quyền hướng về phía lão nhân, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ nhắc nhở bằng hữu cố gắng không để bại lộ thân phận Thiên Yêu Điêu của hắn ở Đông Huyền vực này. Tiểu Điêu tuy thân là yêu thú, nhưng thủ đoạn cũng rất nhiều, chỉ cần không hiện ra bản thể như ở đây, có lẽ người bình thường cũng không thể phát hiện ra bản thân hắn chính là Thiên Yêu Điêu. Có thể gặp nhau ở đây cũng là duyên phận, nhân tiện nhắc nhở một chút mà thôi, có điều, có lẽ sau này chúng ta vẫn còn có cơ hội gặp mặt nhau. Lão nhân nhìn Lâm Động đầy ẩn ý, cười nói, ta thực rất hiếu kỳ. Người sẽ có thể xông vào đến nơi nào trong Bách Triều Đại Chiến? Bách Triều Đại Chiến lần này có những nhân vật yêu nghiệt rất khó đối phó, chỉ làm hết sức mình thôi. Lâm Động nói khẽ, hắn chỉ là một vương triều hạ cấp, so với những vương triều cao cấp, từ khi vừa bắt đầu đã là có được những điều kiện vô cùng tốt, đương nhiên là có sự chênh lệch. Hắc hắc, người của vương triều cao cấp khống chế Niết Bàn Kim Bằng trong Bách Triều Đại Chiến đã nhiều năm. Ta nghĩ nếu như có một người ở vương triều hạ cấp mà chiếm được một vị trí cao, có lẽ sẽ trở nên thú vị hơn. Lão nhân cười trêu tức nói. Niết Bàn Kim Bằng, Lâm Động hơi ngây người. Niết Bàn Kim Bảng so với Niết Bàn Bảng chỉ hơn nhau có một chữ, nhưng Lâm Động lại có thể cảm nhận được giữa hai thứ này có một sự chênh lệch cực kỳ lớn. Lão nhân cười, không giải thích thêm gì nữa, thân hình khẽ động, dần dần trở nên hư ảo, một lát sau đã hoàn toàn biến mất trong mảnh không gian này. Lâm Động có chút ngạc nhiên nhìn lão nhân lai lịch thần bí, thậm chí việc làm, lời nói cũng khiến cho người khác thấy khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lão già này chắc hẳn cũng là người trong tông phái siêu cấp.
Tiểu Điêu nhìn nơi lão nhân vừa biến mất, đột nhiên mở miệng nói, Lâm Động khẽ gật đầu, có thể tùy ý ra vào chiến trường viễn cổ này, ngoại trừ những tông phái siêu cấp nắm trong tay mảnh không gian này, e rằng không còn ai khác nữa, Tiểu Điêu. Biến trở về hình người đi, ngươi bây giờ đi ra ngoài e là sẽ khiến cho mọi người kinh động, Lâm Động quay đầu, hướng về phía Tiểu Điêu nói. Sau những lời nhắc nhở của lão nhân thần bí, Lâm Động không thể không tỏ ra cẩn trọng, nếu Tiểu Điêu thật sự bại lộ thân phận, hai người hắn đều sẽ gặp phiền toái, những tông phái siêu cấp có thù với Thiên Yêu Điêu tộc, không chừng đều sẽ ra tay với Tiểu Điêu. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.